Xin chào các bạn. Dạo gần đây thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về việc gõ có dấu trên điện thoại Samsung Galaxy. Người Việt nhưng không thể nào gõ được tiếng Việt. Đây là một vấn đề hết sức đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết đâu. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một video clip để hướng dẫn cho mọi người. Chính vì thế thì mọi người nhớ xem hết nha. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà gõ tiếng Việt trên bàn phím Samsung nha. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt, chọn quản lý chung, chọn ngôn ngữ và bàn phím, chọn bàn phím trên màn hình và cuối cùng là chọn bàn phím Samsung. Mà nếu như các bạn thấy cái đường dẫn này nó quá phức tạp thì các bạn có thể vào thẳng ô tìm kiếm và nhập là bàn phím Samsung luôn cho lẹ. Và sau khi đã đến phần bàn phím Samsung thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ và loại, chọn tiếng Việt. Tại đây thì các bạn có thể chọn kiểu gõ là Telex hay là Vini tùy thuộc vào thói quen sử dụng của mình. Và tiếp theo thì các bạn có thể thoát ra ngoài, truy cập vào một ứng dụng nào đó để soạn thử văn bản. Lúc này thì các bạn đã có thể gõ tiếng Việt rồi nè. Và sau khi các bạn đã có thể gõ được tiếng Việt trên bàn phím của mình rồi thì ở phần thứ hai của video clip này mình sẽ chia sẻ một số cái tính năng hay về thiết lập bàn phím cho các bạn nha. Tính năng thứ nhất đó chính là soạn thảo văn bản bằng giọng nói. Để thiết lập được tính năng này, các bạn hãy bấm vào icon micro trên bàn phím và nói để soạn thảo cực nhanh các văn bản của mình. Nhưng mà để có được tính năng này thì các bạn phải kết nối mạng cho máy của mình đó. Tính năng thứ hai đó chính là tiên đoán văn bản. Tính năng này sẽ giúp tiên đoán những chữ mà các bạn đang gõ, sẽ giúp cho quá trình soạn thảo nhanh và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Và để bật tính năng này thì các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt, chọn nhập thông minh và bật tiên đoán văn bản lên. Tính năng thứ ba đó chính là tự động kiểm tra chính tả. Và để thiết lập nó thì cực kỳ đơn giản, các bạn sẽ nhấn vào icon cài đặt, nhấn giữ icon quả địa cầu, chọn nhập thông minh, tự động kiểm tra chính tả và tích vào tiếng Việt. Tính năng thứ tư đó chính là vuốt để nhập văn bản. Đối với tính năng này thì các bạn có thể lướt nhẹ nhàng lên các chữ cái để soạn thảo nhanh các văn bản của mình. Ví dụ như là để viết chữ Anh á, thì các bạn có thể vuốt từ chữ A sang chữ N sang chữ H. Cuối cùng các bạn sẽ nhận được một chữ Anh rất là chuyên nghiệp luôn. Và để bật tính năng này lên thì các bạn sẽ nhấn vào icon cài đặt, chọn nhập thông minh, chọn điều khiển vuốt bàn phím và tích vào vuốt để gõ chữ. Tính năng thứ năm đó chính là tùy chỉnh kích thước bàn phím. Bởi vì có những màn hình kích thước lớn nhỏ khác nhau và kích thước tay người dùng cũng khác nhau nữa. Chính vì thế thì nếu mà chúng ta có thể tùy chỉnh được kích thước bàn phím mà nó phù hợp với kích thước tay của chúng ta thì là một điều tuyệt vời, đúng không nào? Và để bật tính năng này lên thì các bạn phải nhấn vào icon cài đặt, chọn phản hồi và bố cục bàn phím. Và đến đây thì các bạn có thể tự do tùy chỉnh rồi đó. Tính năng thứ 6 đó chính là tắt âm khi gõ. Đây là một tính năng hữu ích giúp cho các bạn không bị làm phiền bởi âm thanh bàn phím trong lúc học hành, hay là các bạn có thể tự do gõ phím trong những không gian cần sự yên tĩnh. Và để bật tính năng này lên thì các bạn sẽ vào icon cài đặt, chọn phản hồi và bố cục bàn phím, phản hồi chạm phím, bỏ tích vào âm thanh và rung. Vậy là xong rồi đó. Và tính năng thứ 7 cũng là tính năng cuối cùng mà mình giới thiệu luôn, sẽ là tính năng hiển thị bàn phím số. Thì nếu như các bạn là những người sử dụng điện thoại để nhập liệu với rất nhiều những con số, việc có thêm một hàng bàn phím số là một điều rất tiện lợi, phải không nào? Và để bật tính năng này lên thì các bạn bấm vào icon cài đặt, chọn phản hồi và bố cục bàn phím, chọn kích cỡ và bố cục bàn phím và tích vào phím số. Và bên cạnh đó thì mình cũng có một vài lưu ý cho các bạn để thực hiện các mẹo trên. Nếu như trong phần ngôn ngữ và loại của các bạn không có tùy chọn cái kêu gọi tiếng Việt thì các bạn có thể vào phần quản lý ngôn ngữ nhập để tải gói ngôn ngữ tiếng Việt về nhé. Và trong giao diện bàn phím, các bạn bấm vào icon cài đặt hình bánh răng để vào thiết lập bàn phím. Và đó chính là toàn bộ những mẹo nhỏ nhưng có vỏ mà mình giới thiệu cho mọi người. Từ nay thì mọi người đã có thêm cách để sử dụng bàn phím một cách tiện lợi hơn rồi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy đừng quên để một vài comment ở bên dưới, vì tổng đài của Sam Fan Club sẽ luôn lắng nghe và tư vấn một cách nhiệt tình. Xin chào và hẹn gặp lại.